chương 482, cưỡng chế đổi phòng riêng. Lý Dật sau đó lại nhìn Tư Đồ Mỹ Kỳ lạnh giọng nói, ngươi là mình lăn ra ngoài, vẫn là ta động thủ ném ngươi đi ra ngoài. Nguyên bản còn ngẩn người tại đó Tư Đồ Mỹ Kỳ, nghe được Lý Dật nói sau đó, vội vàng nhanh chân liền chạy ra ngoài. Chạy ra gian phòng sau đó, nàng đem nằm ở bên ngoài Bạch Ngạo Nam đỡ dậy sau đó, hỏi, Ngạo Nam, ngươi không có sao chứ? Bạch Ngạo Nam thật là sắp giận điên lên, cả giận nói, khốn kiếp, thằng nhóc này lại dám đánh ta. Nghe được trong hành lang tiếng gào, phục vụ viên sợ bọn họ ở tủ lầu gây ra sự việc, vội vàng chạy đi tìm quản lý đi. Nghe được phục vụ viên báo cáo, tủ lầu quản lý dịch chí quân vội vàng chạy tới, nhìn tư đồ Mỹ Kỳ đỡ chật vật không chịu nổi bạch ngạo nam đứng ở ngoài cửa, hắn liền vội vàng tiến lên hỏi, tư đồ tiểu thư, các ngươi đây là thế nào? Dịch chí quân trước ở cái khác tủ lầu làm quản lý thời điểm, tư đồ Mỹ Kỳ liền thường xuyên đến hắn chỗ ở tủ lầu tiêu xài, cho nên hai người đã sớm là làm quen. Thấy dịch chí quân đến, tư đồ Mỹ Kỳ ngay tức thì vênh váo hống hách nói, kinh dịch lý, các ngươi tủ lầu sau này còn muốn hay không mở? ta trước thời hạn đặt trước phòng riêng bây giờ bị người khác chiếm, các ngươi lại vậy không người để ý tới. Nàng cũng không có nói mình và Bạch Ngạo Nam, một cái là lý giật bị đuổi ra ngoài, một cái lý giật là bị ném ra chuyện, nàng sợ nói ra bị người chê cười. Dịch Chí Quân nói, cái này không thể nào đi, chúng ta đặt trước hệ thống có thể chưa bao giờ sai lầm, có phải hay không là ngươi nghĩ sai rồi. Tư đồ Mỹ Kỳ kêu lên, làm sao không thể nào, ngươi xem xem ta nơi này còn có đặt trước ghi chép, chính là số 6 phòng riêng. Vừa nói nàng lấy điện thoại di động ra, nhảy ra đặt trước ghi chép sau đó, liền đưa cho Dịch Chí Quân xem. Dịch Chí Quân nghi ngờ nhận lấy điện thoại di động, cẩn thận vừa thấy, sau đó khẽ mỉm cười nói, "Tư đồ tiểu thư, ngươi xem, là ngươi nghĩ sai rồi, ngươi định là lầu 3 số 6 phòng riêng, nơi này là phổ thông số 6 phòng riêng." Tư đồ Mỹ Kỳ nhận lấy điện thoại di động sau xem đều không liếc mắt nhìn, liền trực tiếp nhét vào trong sách tay mặt, sau đó bá đạo đối Dịch Chí Quân nói, "Ta bỏ mặt, ta và Bạch thiếu ngày hôm nay liền muốn tại lúc này phòng riêng ăn cơm, ngươi để cho người ở bên trong đổi một phòng riêng." Dịch Chí Quân hơi có vẻ khó khăn nói, "Cái này, cái này không tốt lắm đâu." bạch ngạo nam nói có cái gì không tốt không phải là để cho ngươi dành ra một gian phòng riêng có như thế làm khó sao tư đồ mỹ kỳ vậy nói theo đúng vậy cái này làm khó sao ta hiện tại cho ngươi hai cái lựa chọn cũng phải để cho người ở bên trong đổi chỗ hay là ta từ nay về sau lại cũng không tới nơi này tiêu xài một bên là chi phí đắt đỏ khách hàng một bên là khách hàng bình thường dịch chí quân không chút do dự lựa chọn cái trước vậy các ngươi chờ một hồi ta đi vào trước xử lý một tí dịch chí quân nói xong vội vàng đi vào phòng riêng đối lý giật hai người nói hai vị ngại quá quấy rầy đến các ngươi dùng cơm, ta là tử lâu này quản lý, không biết hai vị dùng xong bữa ăn không? Nếu như không có, ta hiện tại cấp cho hai vị đổi gian phòng riêng, cái này gian phòng riêng chúng ta cần dùng gấp, xin hai vị dời bước đi ngoài ra một gian phòng riêng dùng cơm. Lý giật khẽ nhíu mày nói, có cái gì cấp dùng? Lại không thể chờ chúng ta cơm nước xong nói sao sao? Hơn nữa, khi có khách thức ăn ăn được một nửa, liền để cho quý khách đổi phòng riêng đạo lý. Mới vừa mấy người ở bên ngoài đối thoại, đều bị Lý giật nghe được rõ ràng. Người quản lý này lại vì lấy lòng tư đồ Mỹ kỳ hai người, lại để cho hắn và Trần Thư Nhã đổi phòng riêng, Lý Dật dĩ nhiên không vui. Cái này, Dịch Chí quân sắc mặt nhất thời có chút khó khăn xem, tại là nói, cái này gian phòng riêng ta quả thật có cấp dùng, ngươi xem như vậy được không phải, chỉ cần các ngươi nhường ra cái này gian phòng riêng, các ngươi hôm nay tiêu xài ta cho đánh 70%. Lý Dật thản nhiên nói, không cần, chúng ta ở nơi này ăn tốt vô cùng, không muốn đổi phòng riêng. Dịch Chí quân nói, vậy các ngươi có thể hay không nhanh lên một chút dùng cơm. Ta chờ dành ra phòng. Không thể. Lý Dật đối tên này có chút im lặng hắn nói ta nói ngươi tử lâu này quản lý chuyện gì xảy ra ngươi mới vừa quấy rầy đến chúng ta dùng cơm cũng được đi nhưng bây giờ lại còn thúc giục chúng ta nhanh lên một chút dùng cơm đây là cái gì đạo lý dịch chí quân nói vị tiên sinh này ta mới vừa đều đã cùng ngươi nói cái này gian phòng riêng chúng ta cần dùng gấp cấp cho các ngươi đổi phòng riêng ngươi không muốn vậy chỉ có thể để cho các ngươi nhanh lên một chút dùng cơm lý giật lạnh giọng nói ta nếu ở nơi này tiêu xài vậy dùng cơm dùng bao lâu thời gian chính là ta tự do ngươi loại tử lâu này quản lý lại liền cái này cũng muốn xen vào vậy không khỏi cũng quá không nói được chứ gặp lý giật cũng không chịu đổi một gian phòng riêng lại không chịu nhanh lên một chút dùng cơm dịch chí quân trầm mặt nói nếu nói không thông vậy ta ngày hôm nay cũng không buôn bán với ngươi các ngươi hiện tại liền cho ta đi ra ngoài lý giật cười lạnh một tiếng nói thật không biết ngươi cái này quản lý là làm sao lên làm liền vì người khác một câu nói ngươi lại muốn đuổi đi hai cái đang ngươi cái này tiêu phí khách hàng nghe được lý giật mà nói dịch chí quân cả giận nói ta là làm sao lên làm quản lý liên quan gì ngươi còn nữa ta chính là bởi vì người khác một câu nói đuổi các ngươi đi thì thế nào bất quá là hai cái khách hàng bình thường thôi đuổi đi liền đuổi đi lại coi là cái gì đối với hắn mà nói tình nguyện mất đi lý giật cái này khách hàng bình thường cũng không muốn đi đắc tội tư đồ mỹ kỳ và bạch ngạo nam cái loại này đắt tiền khách hàng sau đó hắn có chút không nhịn được nói được rồi ta không thời gian ở cái này cùng ngươi kéo những thứ này ta hiện tại lại hỏi các ngươi một câu rốt cuộc đi còn chưa đi lý giật lạnh nhạt nói không đi phải ngươi không đi đúng không vậy ta gọi bảo an cầm ngươi ném ra Dịch Chí Quân vừa nói vội vàng giơ tay lên ở giữa điện thoại vô tuyến, kêu lên, tới mấy người an ninh đến lầu 2 phổ thông số 6 phòng riêng, nơi này có người gây chuyện. Gặp Dịch Chí Quân đã gọi bảo an, Trần Thư Nhã vội vàng hướng Lý Dật nói, Lý Dật, nếu không chúng ta hay là đi thôi, ta sợ bọn họ đợi hồi thật đối ngươi động thủ. Lý Dật đặc biệt bình tĩnh nói, không cần sợ, không có chuyện gì, ta ngày hôm nay cũng muốn xem xem, hắn cái này Hoài Hương đại tử lâu quản lý là làm sao cầm ta ném ra. Nhận được mệnh lệnh, bốn cái thân hình cao lớn bảo an rất nhanh liền vọc tới quân chí quân chỉ lý giật nói cầm hắn cho ta ném ra bốn người an ninh không thách khí chút nào dương nanh múa vút hướng về phía lý giật vọt tới còn không chờ bọn họ gần đến lý giật thân trong chớp mắt mấy người giống như con gà con như nhau bị lý giật ném ra ngoài tiếng kêu thảm thiết liền liền dịch chí quân nhất thời trận tròn mắt không nghĩ tới trước mắt cái này nhìn như không sao người tuổi trẻ lại như vậy lợi hại chỉ là ngay chớp mắt thời gian thì ung dung giải quyết bốn cái thân hình cao lớn bảo an thấy bị ném ra bảo an Bên ngoài phòng mặt Bạch Ngạo Nam và Tư Đồ Mỹ Kỳ trong chốc lát vậy trợn tròn mắt, không nghĩ tới Lý giật lại liều mạng liền tử lầu bảo an cũng đánh, nguyên bản bọn họ còn muốn mượn này cơ hội làm nhục một phen Lý giật, bây giờ nhìn lại, cái ý nghĩ này sợ rằng phải rơi vào khoảng không. Trong phòng, Tỉnh Hồn lại dịch chí quân trong ánh mắt thoáng qua một chút dữ tợn, chỉ gặp hắn nói, thằng nhóc giỏi, còn dám động thủ, ngươi cho ta chờ. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 483, tự làm tự chịu. Nói xong hắn liền bước nhanh rời đi phòng riêng. Thời gian không lâu, cửa thang lầu liền truyền tới một hồi kịch liệt trung động ngay sau đó hai ba chục cái thân thể cường tráng đại hán liền vọt tới cầm đầu là cả người trên có sâm đại hán đầu trọc đại hán đầu trọc phách lối đối dịch chí quân hỏi tìm người dám ở ta hổ gia bảo bọc địa phương gây chuyện chán sống thấy những người này tới đây mới vừa còn có chút thất vọng bạch ngạo nam và tư đồ mỹ kỳ hai người nhất thời lại giấy lên hy vọng dịch chí quân đưa tay chỉ trong phòng viết mặt lý giật nói hổ ca chính là vậy tiểu tử hổ ca ngay sau đó hướng trong phòng viết mặt nhìn khi thấy lý giật sau đó hắn nhất thời hù được cả người run một cái lý lý gia là ngài hắn là tề bách xuyên một người thủ hạ nhỏ đại ca giang hồ ban đầu cùng tề bách xuyên đi qua khu bắc hơn nửa ngày trước hắn nhưng mà chính mắt thấy tề bách xuyên và tề sơ dương hai phụ tử hướng lý giật nói xin lỗi cảnh tượng hiện tại còn trí nhớ như mới liền long đầu lão đại thấy cũng phải khách khách khí khí người hắn cái loại này nhân vật nhỏ kia có gan dám trêu chọc trước mắt vị gia này lý giật nhìn hắn một mắt nói ngươi biết ta quen biết một chút hiện tại kim lăng lộn giang hồ ai không nhận biết ngài lý gia đầu trọc rất cung kính nói, Lý gia, lão đại ta là đủ đại long đầu. Tề Bách Xuyên. Lý giật nói, vậy nói như thế, nhà này tử lầu là Tề Bách Xuyên mở. Đầu trọc vội vàng lắc đầu một cái nói, không, Lý gia, ngài nghĩ sai rồi, nhà này tử lầu không phải chúng ta đủ đại long đầu, nhà này tử lầu đại lão bản là tạ gia, ta bất quá là tạ gia tiêu tiền mời tới xem tràng tử. Dịch chí quân. Bạch Ngạo Nam và Tư Đồ Mỹ Kỳ đều vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới Lý Giật lại biết Tề Bách Xuyên. Tạ gia? Là Tạ Phong Nham đích gia tộc sao? Lý Dật hỏi lên như vậy, Dịch Chí Quân, Bạch Ngạo Nam và Tư Đồ Mỹ Kỳ hơn nữa kinh ngạc, chẳng lẽ biết tên này biết cảm ơn gia chủ. Đầu trọc nói, đúng vậy, Lý gia, ngài chẳng lẽ biết cảm ơn gia chủ sao? Lý Dật gật đầu một cái nói, biết, ta trước giúp hắn xem bệnh. Hắn lời này vừa ra, toàn trường khiếp sợ, làm sao cũng không nghĩ tới Lý Dật lại cho một trong năm đại gia tộc cảm ơn mỗi gia chủ xem bệnh. Nhất là Dịch Chí Quân, trong lòng nhất thời rung một cái, nếu như trước mắt người trẻ tuổi này thật biết đại lão bản, vậy hắn liền hoàn toàn xong đời đây là đầu trọc quay đầu hướng dịch chí quân hỏi ngày hôm nay chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra dịch chí quân ngay sau đó cầm chuyện ngọn nguồn cùng đầu trọc nói một lần đầu trọc nghe xong không khỏi mắng to ngu ngốc ngươi làm sao có thể làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn ngươi biết lý gia là người gì không ngay cả chúng ta đủ đại long đầu thấy hắn cũng phải khách khách khí khí ngươi lại cưỡng ép để cho hắn đổi phòng riêng hơn nữa còn động thủ ta tê thật là phục ngươi nói xong hắn lại quay đầu nhìn cửa một chút bạch ngạo nam và tư đồ mỹ kỳ một mắt trong lòng ngầm nói hắn nờ nờ mỗi một người đều có lớn bối cảnh, ở nơi này là chúng ta cái loại này nhân vật nhỏ có thể chọc nổi, cái này ngu xuẩn quản lý, lại dám nhúng tay giữa bọn họ chuyện, đây không phải là ở muốn chết sao. Dịch Chí Quân cũng biết mình gây đại họa, nhất thời hối hận không thôi. Chỉ ngày một tiếng, hắn trực tiếp quỳ xuống ở Lý Dật trước mặt nói, Lý Gia, thật xin lỗi, ta sai rồi, cầu ngài bỏ qua cho ta lần này đi. Lý Dật không có để ý hắn, mà là trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm tạ phong nham điện thoại, trước ở dịp gia thời điểm, hai người liền lẫn nhau lưu liền điện thoại. Làm điện thoại gọi thông sau đó, đối diện truyền tới tạ phong nham thanh âm nói lý lão đệ thật là thật trùng hợp ta cũng đang chuẩn bị cho ngươi gọi điện thoại ta bệnh kính đã bị ngươi hoàn toàn chữa khỏi ta hiện tại rốt cuộc có thể làm chân chính người đàn ông vì cảm ơn ngươi chữa hết ta bệnh kính ta cho ngươi chuẩn bị một phần hậu lễ lý giật nói ngươi vấn đề thật ra thì không tính là nghiêm trọng cho nên chữa khỏi cũng không phải là việc khó gì tạ phong nham nói lý lão đệ ngươi hiện tại ở đâu ta đi qua tìm ngươi ta hiện tại ở hoài hương đại tử lâu lầu hai phổ thông số sáu phòng riêng ngươi tới đây ta vừa vặn có chuyện cùng ngươi nói. Có thật không? Vậy hôm nay trùng hợp thật là quá nhiều, ngươi hiện tại chỗ ở Hoài Hương Đại Tử Lâu chính là ta tạ gia, hơn nữa ta bây giờ đang ở vùng lân cận, ngươi chờ chút ta một hồi, ta lập tức đi tới. Nói xong, hắn liền cúp điện thoại. Ước chừng hơn 10 phút sau đó, một cái ăn mặc màu xanh ngọc âu phục người trung niên từ thang lầu giang đi tới, bất ngờ chính là tạ phong nham. Khi thấy cửa phòng vip đứng đầy người, hắn chân mày không khỏi hơi nhíu một cái, ngay sau đó hỏi, chuyện gì xảy ra, dịch chí quân người nơi này như thế hỗn loạn vậy không tới xử lý hắn người quản lý này là làm sao làm nghe được ông chủ lớn thanh âm dịch chí quân vội vàng từ dưới đất bò dậy sau đó bước nhanh đi tới tạ phong nham trước mặt cùng một tiếng hắn trực tiếp quỳ sụp xuống đất sau đó dáng vẻ run rẩy nói cảm ơn đổng thật xin lỗi ta ngày hôm nay cho ngài rước lấy phiền phức tạ phong nham có chút không rõ cho nên ngay sau đó sắc mặt trầm xuống hỏi chuyện gì xảy ra dịch chí quân ngay sau đó cầm mới vừa nơi sự tình phát sinh tất cả đều cùng tạ phong nham nói một lần bót tạ phong nham nghe xong trực tiếp một cái miệng rộng tử quất vào dịch chí quân trên mặt đồ khốn ngươi lại dám đối lý lão để làm ra bất kính như vậy chuyện tạ phong nham đều tức bể phổi lý giật nhưng mà hắn đại ân nhân nếu không phải lý giật hắn hiện tại còn là một không nam không nữ người có thể cái này ngu xuẩn dưới quyền không chỉ có cưỡng bách người ta đổi phòng riêng hơn nữa còn kêu người đối lý giật động thủ đây không phải là vùi lấp hắn tại bất nhân bất nghĩa sao ngươi đi vào cho ta dịch chí quân ngay sau đó đứng lên vui vẻ theo ở phía sau hai người hướng trong phòng viết mặt đi tới ở đi qua bạch ngạo nam và tư đồ mỹ kỳ bên người lúc đó tạ phong nham chỉ là liếc mắt một cái hai người cũng không có và bọn họ nói chuyện hiển nhiên hắn không ưa hai người này hành động đã thực hiện hơn nữa nếu không phải là cùng trưởng bối của bọn họ biết hắn đã sớm để cho người đem bọn họ đuổi ra ngoài bất quá hắn như vậy hành vi để cho bạch ngạo nam và tư đồ mỹ kỳ trong lòng đặc biệt khó chịu nhất là tư đồ mỹ kỳ tạ phong nham coi thường để cho nàng trong lòng sinh ra rất lớn hận ý bạch ngạo nam nói khẽ với nàng nói chúng ta đi thôi hắn biết tạ phong nham khẳng định sẽ không đứng ở bọn họ bên này cho nên rời đi bây giờ là lựa chọn sáng suốt nhất hai người ngay sau đó xoay người rời đi tử lầu. Nam đầu trọc long ca thấy như vậy tình huống, cũng chẳng muốn dính vào, vì vậy mang một đám tiểu đệ vậy rời đi tử lầu. Tạ phong nham đi tới Lý Dật trước mặt sau đó, một mặt ấy nấy nói, Lý lão đệ, chân thực ngại quá, sự việc ta đã biết, để cho ngươi chịu ủy khuất, bất quá ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định cho ngươi giao phó. Vừa nói hắn quay đầu lại hướng về phía dịch chí quân mảnh quốc một cái miệng rộng tử, bởi vì dùng sức quá mạnh, một tác này lại trực tiếp đem dịch chí quân quốc ngã xuống đất. Đồ khốn, ngươi cái này quản lý là làm sao làm? cảm ơn đổng ngài nghe ta giải thích là tư đồ tiểu thư và bạch thiếu bọn họ dịch chí quân muốn đem sự việc đẩy tới tư đồ mỹ kỳ và bạch ngạo nam trên mình có thể tạ phong nham căn bản cũng không nghe hắn giải thích trực tiếp cắt đứt sau nói ngươi không cần giải thích từ giờ trở đi ngươi không còn là hoài hương đại tử lâu giám đốc mời ủng hộ bộ ta cùng đông kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá chương bốn trăm tám mươi môn y quán không cảm ơn đổng van cầu ngài bỏ qua cho ta lần này ta sau này tuyệt đối sẽ không lại phạm sai lầm giống vậy nếu như ngày hôm nay hắn bị tạ phong nham đuổi sau này hắn ở ăn uống nghiệp liền lăn đi xuống không bởi vì toàn bộ thành phố nam kinh liền không ai dám dùng hắn tạ phong nham hừ lạnh một tiếng nói muốn ta bỏ qua cho ngươi trừ phi ngươi có thể cầu được lý lão đệ tha thứ nghe được tạ phong nham mà nói dịch chí quân lấy là chén cơm của mình còn có một đường sinh cơ vội vàng quỳ xuống lý giật trước mặt mảnh tác mình bạc tai sau đó nói lý gia mới vừa sự việc là ta làm sai là ta mắc chó đuôi mù ta hiện tại thành tâm hướng ngài nói xin lỗi van cầu ngài đại nhân có đại lượng không muốn cùng ta so đo." Lý Dật thản nhiên nói, tự làm tự chịu, ngươi trước không phải rất cứng rắn phải đem ta ném ra sao? Làm sao hiện tại ngược lại cầu ta? Xem ngươi cái loại này mang có sắc nhãn kính, cầm quý khách phân là ba, chính loại người, căn bản cũng không thích hợp đợi ở ngành dịch vụ. Ta. À. Dịch Chí Quân trên mặt một phiến nóng hừng hực đau nhói, trước hắn còn nghĩ người nhà đuổi đi, buồn cười là cuối cùng đi là mình. Mặc dù hắn đầy mặt không cam lòng, nhưng vậy không thể làm gì, vì vậy chỉ có thể ủ rũ cúi đầu rời đi phòng riêng. Dịch Chí Quân sau khi đi Trần Thư Nhã vậy sát theo rời đi, nàng phụ thân mạnh gọi điện thoại tới để cho nàng trở về một chuyến. Nàng rời đi sau đó, Tạ Phong Nham nói, Lý Lão Đệ, ta ngày hôm nay tới đây chủ yếu là vì cảm ơn ngươi chữa hết ta bệnh kính, nếu không phải là ngươi, ta sợ rằng đời này đều không thể làm chân chính người đàn ông, cho nên để biểu thị ta cảm ơn, ta đặc biệt mua một nhà trung y quán đưa cho ngươi. Lý Nhật Kinh ngạc hỏi nói, tại sao đưa ta trung y quán? Là như vậy, ta muốn Lý Lão Đệ ngươi là một tên trung y, nếu là trung y, vậy khẳng định cần một cái thuộc về mình y quán, như vậy nghe được y cũng có thể dễ dàng hơn một ít. Hơn nữa lấy ngươi y thuật mở y quán nói, ta tin tưởng tuyệt đối có thể họp khách thành kim lăng, thậm chí họp khách toàn bộ tỉnh Chiết Giang cũng không có vấn đề. Lý Dật nói, tại lão ca thật là có tim. Từ ở thành phố Nam Kinh đợi sau một thời gian ngắn, hắn thì có mở một nhà y quán dự định, chỉ bất quá bởi vì gần đây sự việc tương đối nhiều, cho nên vẫn không có thay đổi hành động. Để cho hắn không nghĩ tới phải, Tạ Phong Nham ngày hôm nay đưa tới phần đại lễ này, lại trùng hợp làm thỏa mãn hắn ý. Nơi nào, những thứ này so với ngươi chữa khỏi phiền não ta nhiều năm bệnh kính mà nói, căn bản coi là không được cái gì. Tạ Phong Nham nói, đi thôi, ta mang ngươi đi xem xem trong đó y quán. Hai người ngay sau đó đi ra tửu lầu, lái xe hướng y quán phương hướng đi. Ở Tạ Phong Nham mang dẫn hạ, hai người lái xe tới đến mở ở khu náo nhiệt một nhà trung y cửa quán trước. Nhà này trung y quán kêu nhân tể trung y quán, diện tích lớn ước chừng 1.500 cái thước vuông cỡ đó, áp dụng chính là truyền thống thức kiến trúc phong cách, nếu như không tính là nhà sửa sang, chỉ từ đất đai diện tích và khu vực mà nói, giá cả sợ rằng đều ở đây ngàn vạn trở lên. Sau khi xuống xe, Lý Dật và Tạ Phong nham bước vào. mới vừa gia nhập y quán, Lý Dật trước mắt sáng lên, trong này lại thiết lập có phòng khám bệnh, xử trí phòng, phòng trị liệu, dược phòng, tiêu độc cung ứng phòng cùng một ít phòng ban. Tạ Phong cười nói, Lý lão đệ, cái này y quán như thế nào, còn hài lòng chứ? Lý Dật gật đầu một cái nói, hài lòng. người thích liền tốt, cái này gian y quán nguyên lai like là một cái không hiểu y thương nhân đầu tư mở kinh doanh mấy năm, cảm thấy cái này không bằng cái khác đầu tư kiếm tiền, liền muốn chuyển để cho tạ phong nham nói ta vừa vặn lại chuẩn bị đưa y quán cho ngươi thấy y quán chuyển để cho tin tức vì vậy trực tiếp mua xuống đúng rồi lý lão đệ ngươi đợi một hồi cầm thẻ căn cước sau chụp kiện cho ta một tấm trở về ta liền làm cho ngươi lý thủ tục sang tên lý giật trong lòng không khỏi một hồi cảm khái trước hắn vẫn là một cái sơn thôn nhỏ bơi chân bác sĩ không nghĩ tới nhanh như vậy liền có một cái thuộc về mình y quán và lý giật trò chuyện sau một hồi tạ phong nham liền rời đi y quán hắn sau khi đi lý giật nhìn y quán nhưng phạm dậy buồn tới hiện tại y quán là có có thể lớn như vậy một cái y quán chỉ có tự mình một người bận rộn thế nào được tới đây. Suy nghĩ một chút, hắn trước mắt đột nhiên sáng lên, nghĩ tới La Khang Lập, ngay sau đó lấy điện thoại di động ra bấm La Khang Lập điện thoại, điện thoại sau khi tiếp thông, hắn nói: "La lão, ngươi hiện tại ở đâu?" La Khang Lập hiện tại mặc dù là hắn học trò, nhưng hắn vẫn là không có thói quen mình kêu La Khang Lập tên chữ, dẫu sao người ta tuổi tác lớn mình như vậy nhiều. Bên đầu điện thoại kia La Khang Lập nói: "Sư Tôn, thế nào, ngài tìm ta có chuyện gì không?" Lý Dật nói: đúng vậy ta hiện tại phát cái xác định vị trí địa chỉ cho ngươi cùng ngươi qua đây ta lại cùng ngươi nói rõ nói xong hắn liền cúp điện thoại sau đó cho la khang lập phát đi xác định vị trí địa chỉ ước chừng 20 phút sau đó một chiếc màu đen Mercedes Benz xe con dừng ở y quán cửa sau đó thì có một cái ông cụ chừng 60 tuổi từ trên xe đi xuống ông già bất ngờ chính là la khang lập thấy được la khang lập đến lý giật ngay sau đó vẫy tay để cho hắn tiến vào trong y quán mặt la khang lập tiến vào y quán sau đó cung cung kính kính cúi đầu một cái sau đó nói sư tôn ngài tìm ta chuyện gì Lý Dật nói, là như vậy, nhà này y quán bây giờ là ta, có thể trong y quán mặt hiện tại trừ ta cũng chưa có những người khác, ta muốn ngươi tới đây ta nơi này giúp mấy ngày bận biệu. La Khang lập kinh ngạc nói, cái gì, sư tôn ngài mở y quán. Lý Dật nói, không sai, ngươi ở Hạnh Lâm đường nhiều năm như vậy, đối y quán một ít chuyện tình so ta quen thuộc, cho nên ta muốn để cho ngươi ở nơi này giúp mấy ngày bận biệu, cùng giúp ta đưa cái này y quán lái sau đó, ngươi về lại Hạnh Lâm đường. La Khang lập nói, còn hồi Hạnh Lâm đường làm gì, ta sau này thì ở sư tôn ngài nơi này xem mạch. Lý Dật nói, như vậy sao được, ngươi qua đây, hạnh lâm đường làm thế nào? Đây tuyệt đối không được. La Khang Lập nói, không có sao, thật ra thì bên kia hiện tại ta đã rất ít xuất chẩn, tới đây cũng đúng lúc có thể cùng sư tôn ngài học tập nhiều một chút y thuật. Đến hắn cái tuổi này, hiện tại một lòng chỉ muốn học thêm chút y thuật, những thứ khác đối hắn mà nói đã không trọng yếu như vậy. Đặc biệt là lý giật trước truyền thụ cho hắn y thuật, đã để cho hắn hoàn toàn khuất phục, biết đi theo người sư tôn này tuyệt đối không thiếu được chỗ tốt, tùy tiện sẽ dạy chút gì y thuật, cũng đủ hắn hưởng thụ cả đời. Lý giật nói, Vậy cũng tốt, nếu ngươi nguyện ý tới đây, vậy sau này nơi này ta không có ở đây thời điểm, liền do ngươi tới phụ trách. Bất quá hiện tại tính luôn ngươi, y quán người như cũ không đủ, phải kêu thêm mời ít người mới được, hơn nữa dược liệu cung ứng vấn đề cũng cần giải quyết. Nói đến đây, hắn trong lòng không khỏi thở dài nói, xem ra mở y quán cũng không chuyện dễ dàng à. La Khang lập nói, sư Tôn, người cùng với dược liệu cung ứng những chuyện này ngươi không cần bận tâm, đều giao cho để ta làm là tốt, ngài chỉ cần lần nữa dạy cái y quán tên chữ và định một ngày khai trương là được. Không đủ nhân viên hắn có thể tìm một ít người quen biết tới đây, dược liệu cung ứng, hạnh lâm đường liền có sẵn đường dây, cho nên những chuyện này đối hắn mà nói căn bản không phải chuyện. Mời ủng hộ bộ ta cùng đông kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 485, lại đến Thái Sơn câu lạc bộ. Lý giật gật đầu một cái nói, vậy thì vất vả ngươi, y quán tên chữ liền kêu huyền môn y quán đi, còn như khai trương ngày tháng này 15 số. Huyền môn, là hắn thiết lập tông môn tên chữ. 15 số là hắn đạt được huyền thiên lão tổ truyền thường ngày, những thứ này đều là hắn mới vừa nghĩ kỹ. La Khang Lập cười nói, huyền môn y quán danh tự này tốt chúng ta tông môn kêu huyền môn y quán kêu huyền môn y quán là lại không quá thích hợp lý giật nói ngươi hỗn nguyên ngũ hành châm pháp luyện tập thế nào nếu là có chỗ không hiểu cứ hỏi ta sư tôn học trò ngu độn quả thật có mấy chỗ chỗ không hiểu cần ngài chỉ điểm la khang lập ngay sau đó cầm mình gặp phải nghi hoặc cùng lý giật nói một lần sau đó lý giật kiên nhẫn nói cho hắn rõ ràng ngón tay nhập lại điểm đi qua lý giật giảng giải và chỉ điểm la khang lập vậy ngay tức thì hiểu được trong đó chân ý lý giật nói Ngươi muốn luyện nhiều tập cửa này châm pháp, chờ ngươi hoàn toàn nắm giữ sau đó, ta liền sẽ dạy ngươi những thứ khác y thuật." La Khang lập gật đầu một cái nói, "Biết sư Tôn, đệ tử sẽ chăm chỉ luyện tập, tranh thủ sớm ngày nắm giữ cái này Hỗn Nguyên Ngũ Hành châm pháp." Ngay tại lúc này, lý giật điện thoại di động đột nhiên vang lên. Lý Giật lấy điện thoại di động ra nhìn một cái điện tới biểu hiện, là Tô Thu Bạch gọi điện thoại tới, hắn ngay sau đó nhấn nút trả lời. "Lý lão đệ, ngươi ở đâu?" Lý Giật nói, "Ta ở bên ngoài, Tô lão ca tìm ta có chuyện gì không?" Tô Thu Bạch nói ngươi hiện tại có thời gian tới Thái Sơn câu lạc bộ một chuyến sao? Ngươi hội viên dành riêng huy chương đã làm xong. Nếu là hiện tại không tiện tới đây, ta liền để cho người cho ngươi đưa qua. Lý Dật nói, không cần, ta tự mình đi cầm là tốt. Lý Dật cho La Khang Lập dặn dò một ít chuyện tình sau đó, liền rời đi y quán, lái xe hướng Thái Sơn câu lạc bộ phương hướng đi. Ước chừng nửa tiếng sau, Lý Dật lái xe đến Thái Sơn cửa câu lạc bộ, bởi vì hắn bây giờ còn chưa có câu lạc bộ hội viên huy chương và chứng kiện, bảo an không để cho hắn tiến vào. Hắn ngay sau đó cho Tô Thu Bạch gọi một cú điện thoại, chỉ chốc lát sau tô thu bạch từ trong câu lạc bộ mặt đi ra tô thu bạch cười đối lý giật nói lý lão đệ ngươi tới lý giật kêu lên tô đại ca đi chúng ta vào đi vào trong nói sau tô thu bạch nói xong liền dẫn lý giật tiến vào câu lạc bộ trong phòng khách trong đại sảnh bên trong có bảy tám người trai gái chung một chỗ tán gẫu những người này tuổi tác ước chừng ở 30 đến 50 tuổi tới giữa thấy tô thu bạch và lý giật đi vào mấy người rối rít quay đầu nhìn xem bọn họ những người này lần trước đã gặp qua lý giật cho nên đối với hắn cũng không xa lạ gì Cô Thu Bạch dẫn Lý Dật đi tới lầu hai một cái phòng làm việc, hướng về phía bên trong một cái mặt mũi dáng đẹp cô gái trẻ tuổi nói: Cầm Lý Lão đệ hội viên dành riêng huy chương đưa cho hắn. Cô gái trẻ tuổi trả lời một tiếng sau đó từ bàn làm việc bên trong ngăn kéo cầm ra một quả huy chương màu vàng đưa đến Lý Dật trước mặt. Lý Dật nhận lấy huy chương sau nhìn một cái, huy chương là vàng rồng chế tạo, chính diện có một tòa núi cao hình vẽ, rất hiển nhiên đây chính là Thái Sơn. Mà ở đồ án phía dưới có khắc Thái Sơn câu lạc bộ hội viên Lý Dật bảy cái chữ nhỏ. Cô Thu Bạch nói: Có cái này cái huy chương liền đại biểu lý lão đệ ngươi đã chính thức trở thành câu lạc bộ hội viên sau này ra vào câu lạc bộ cũng chưa có bảo an ngăn trở ngươi lý giật nói vậy còn được nhờ có tô đại ca hỗ trợ nhìn trong tay huy chương lý giật thầm nghĩ mình có thể gia nhập câu lạc bộ tô thu bạch diệp thành giả và tạ phong nham cũng giúp một chút nhất là diệp thành giả nếu không phải hắn sách lên để cho mình gia nhập thái sơn câu lạc bộ mình căn bản cũng không biết có thái sơn câu lạc bộ chỗ này chớ nói chi là trở thành câu lạc bộ hội viên cho nên mình nhất định phải trả bọn họ chuyện này nghĩ tới đây hắn thu hồi huy chương sau đó từ trên mình lấy ra một viên tụ linh đang đưa tới tô thu bạch trước mặt nói tô đại ca viên đan dược này có thể giúp ngươi tăng lên một ít tu vi ngươi lấy về uống đi tô thu bạch nhận lấy đan dược một mặt mừng rỡ nói có thật không vậy thì tốt quá lý lão đệ ngươi thật là chúng ta tô gia đại ân nhân à sau này ngươi nếu là có chuyện gì cứ tìm ta tô mổ tuyệt đối không thể thoái thác lý giật nói khách khí tô đại ca ngươi vậy giúp ta không ít việc một viên đan dược thôi coi là không được cái gì sau đó tô thu bạch lại nói cảm ơn một phen sau đó liền nói tạm biệt Lý Dật rời đi, hắn hiện tại không kịp đợi muốn uống tụ linh đan. Tô Thu Bạch sau khi đi, Lý Dật vậy chuẩn bị rời đi, liền khi hắn đi ra gian phòng, chuẩn bị xuống lầu lúc rời đi, cách vách trong một cái phòng đột nhiên truyền tới một đạo thanh âm thở hổn hển. Dê, cho mặt không biết xấu hổ thúi. Bót. Ngay sau đó lại truyền tới một hồi người phụ nữ khóc thúc thích thanh âm. Thấy vậy, Lý Dật lập tức đi lên, cửa phòng chưa có hoàn toàn đóng lại, Lý Dật ngay sau đó xuyên thấu qua khe cửa nhìn về phía bên trong, chỉ gặp một cái mang mắt khiến người trung niên đối diện một cái khác chừng 50 tuổi, ăn mặc màu xám cho sẫm âu phục người đàn ông trung niên khuyên bành động, ngài xin bớt giận vậy bị kêu bành động người đàn ông bất ngờ là trước ngăn trợ lý giật tiếng vào thái sơn câu lạc bộ bành gia huy hết giận làm sao hết giận bành gia huy không có bất kỳ muốn dừng lại ý hướng về phía người phụ nữ tiếp tục mắng thúi không phải là sờ ngươi mấy cái đưa cho lão tử ra vẻ thanh thuần tin không tin lão tử ngày mai sẽ để cho ngươi thân bại danh liệt người phụ nữ chỉ là lấy tay che có chút sưng đỏ mặt nhẹ giọng khóc thúc thiếp không có lời nói nữ nhân này lớn lên đẹp vô cùng ước chừng 27-28 tuổi dáng vẻ, mặc một bộ màu trắng váy xếp nếp, bên ngoài khoác một kiện nhỏ bên ngoài bộ, một sợi dây lưng chặt hệ giữa eo, càng hiện ra nàng dáng thước tha vóc người. Đây là, Bành Gia Huy bên cạnh mắt kính nam vội vàng trầm mặt hướng nữ nhân nói, khởi mộng, nhanh lên cho Bành Đổng nói xin lỗi. Mắt kính nam kêu Lý Trung Bình, là một cái nhỏ công ty giải trí lão bản, ngày hôm nay sở dĩ tới nơi này, hoàn toàn là bởi vì hắn muốn kéo Bành Gia Huy đầu tư một bộ phim, để có thể thuận lợi bắt được Bành Gia Huy đầu tư, hắn cầm trong công ty xinh đẹp nhất một cái nữ nghệ sĩ khởi mộng mang theo tới đây. Bành Gia Huy nguyên bản liền phong lưu háo sắc thành tánh, ở thấy khởi mộng vậy kinh người mặt mũi sau đó, liền không nhịn được đưa ra tay dê sồn sờ khởi mộng cái mông và ngực, khởi mộng nơi nào được cái này, vì vậy vội vàng lấy tay đẩy ra hắn, vậy mà nàng cái này đẩy một cái lại để cho Bành Gia Huy đặc biệt bất mãn, sau đó hướng về phía nàng chính là một bạc tai quất tới đây. Nhưng coi như như vậy, nàng cũng không dám đi, bởi vì trước khi tới Lý Trung Bình liền nói với nàng, vị này Bành Đổng là vị đại nhân vật, để cho nàng nhất định phải đối Bành Đổng vẻ mặt ôn hòa, ngàn vạn lần không thể chọc tới Bành Đổng, nếu không không chỉ có không có được đầu tư, hơn nữa công ty và nàng tiền đồ cũng được chơi xong. Khởi mộng mặc dù cảm thấy rất bỉ khuất, nàng nhưng không dám phản kháng lão bản mệnh lệnh, chỉ có thể nhẹ giọng nói, thật xin lỗi, bành động. Thật xin lỗi. Quan thật xin lỗi có cái thí dụng. Trừ phi ngươi tối nay có thể phục vụ lão tử. Mời ủng hộ bộ ta cùng đông kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 486, xuất thủ cứu đẹp. Nghe nói như vậy, khởi mộng ủy khuất nước mắt cũng rớt xuống, thời khắc này nàng cảm giác được đặc biệt không giúp, không biết nên làm cái gì mới phải, chẳng lẽ vì tiền đồ, liền cần phải phải dâng ra mình thân thể sao? Gặp khởi mộng nửa ngày không phản ứng, Bành Đổng vừa giận nói, ta tê ở cùng ngươi nói chuyện, ngươi có nghe hay không? Thật xin lỗi, Bành Đổng, ta. Ta, ta cái gì ta, lão tử liền hỏi ngươi có đáp ứng hay không, bất quá chỉ là hát qua mấy bài hát, diễn qua mấy bộ phim truyền hình thôi, còn thật cầm mình coi ra gì, ngươi như vậy, lão tử chỉ cần một câu nói, ngươi ngày mai sẽ sẽ bị vòng giải trí phong sát. Bành Gia Huy nói, dĩ nhiên, ngươi nếu là cầm lão tử phục vụ thư thái, ta giống vậy có thể cầm ngươi phủng thành ngôi sao lớn, chính ngươi thật tốt nghĩ rõ ràng trả lời nữa. Nhìn trước mắt một màn, Lý giật trong lòng ngầm nói, những thứ này ở người bình thường trong mắt nhìn như gọn gàng xinh đẹp minh tinh, không nghĩ tới sau lưng cũng có như vậy lòng chua xót một mặt. Thật xin lỗi, Bành động, ta không làm được. Đối mặt Bành Gia Huy uy hiếp, khởi mộng ở bên trong tim vùng vẫy chỉ chốc lát sau, cuối cùng vẫn là cự tuyệt chủ tịch Phùng yêu cầu, bởi vì nàng cảm giác được mình phải cố thủ ranh giới cuối cùng. Không sai, trở thành ngôi sao lớn vẫn là nàng mơ ước, nhưng nếu như giấc mộng này nghĩ là phải dùng nàng thân thể để đổi mà nói, Nàng tình nguyện không làm cái này minh tinh. Lại dám cự tuyệt, rất tốt. Bành Gia Huy đã dẫn tới cực điểm, chỉ gặp hắn nói, đã như vậy, vậy thì chờ thân bại danh liệt bị phong sát đi. Đối hắn mà nói, muốn làm chết một người minh tinh liền cùng giết chết một con kiến không khác biệt. Đây là, Lý Trung Bình vội vàng nói, Bành đổng, mời ngài bớt giận, để cho ta tới thật tốt khuyên một tí khởi mộng. Bành Gia Huy gật đầu một cái nói, được, ngươi để cho nàng thật tốt nghĩ rõ ràng. Lý Trung Bình đem khởi mộng kéo qua một bên sau đó, nói, khởi mộng, ngươi đây là đang phạm cái gì ngu đây là bao nhiêu người muốn nhưng lại không có được cơ hội, ngươi muốn, ngươi nếu là cầm bành gia huy cùng cao hứng, có hắn ở đây, vòng giải trí những cái kia cao cấp tài nguyên còn không cũng hướng ngươi nghiêng. Ngược lại, ngươi nếu là cự tuyệt, thì chẳng khác nào đắc tội bành gia huy, vậy hắn liền sẽ vận dụng hết thảy quan hệ, để cho ngươi không cách nào ở vòng giải trí đặt chân, thậm chí thân bại danh liệt, ta có thể là vì ngươi tốt, ngươi cũng không thể vào lúc này ngu ngốc à. Lý Dật ở bên ngoài nghe được Lý Trung Bình nói cảm thấy buồn cười, ở hắn xem ra, cái này Lý Trung Bình mặc dù ngoài miệng nói là vì khởi mộng tốt, có thể thực tế lại là ở đêm khởi mộng đẩy vào trong hố lửa, hắn căn bản không có đặt mình vào hoàn cảnh người khác cân nhắc qua khởi mộng bây giờ cảm thụ. Nói rõ, Lý Trung Bình chính là đang vì mình mưu lợi ích, bởi vì chỉ cần khởi mộng đáp ứng Bành Gia Huy yêu cầu, thì chẳng khác nào dựa trên Bành Gia Huy cây đại thụ này, Lý Trung Bình cũng có thể vì vậy đạt được Bành Gia Huy đầu tư. Khởi mộng nói, thật xin lỗi, lão bản, muốn ta hy sinh thân thể để đổi lấy những tư nguyên này ta thật không làm được, có lẽ ta cũng chưa có làm ngôi sao lớn mệnh đi. Quả nhiên, gặp khởi mộng không nghe khuyên bảo, Lý Trung Bình nguyên hình bại lộ, lập tức trừng mắt trợn tròn nói, khởi mộng, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tiện nhân, công ty xài như vậy nhiều tâm tư tài bồi ngươi, ngươi chính là như vậy hồi báo sao? Ta nói cho ngươi, Bành Đổng có thể vừa ý ngươi, là phúc khí của ngươi, ngươi nếu là không đáp ứng tối nay cùng Bành Đổng, ngươi xem ta làm sao thu thập ngươi? Khởi mộng bây giờ đối với Lý Trung Bình đặc biệt thất vọng, nàng lắc đầu một cái nói, lão bản, ngươi không cần nói nữa, ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không đáp ứng, dĩ nhiên, ta rất cảm ơn công ty vẫn đối với ta tài bồi, nhưng nếu vì vậy muốn ta bán đứng thân thể, vậy là tuyệt đối không khả năng chuyện tiện nhân ngươi tìm đánh đúng không là lý trung bình nói xong đưa tay chính là một bàn tay quạt tới bất quá để cho người kinh ngạc phải cái này bàn tay nhưng cũng không có rơi vào khởi mộng trên gương mặt nguyên lai like là một mực đứng ở bên ngoài lý giật chân thực có chút nhìn không được vốn là chuyện này cùng hắn không liên quan nhưng khỉ mộng nhưng để cho hắn có chút kích động và thưởng thức một người phụ nữ chỗ sâu ở vòng giải trí như vậy thùng nhụm lớn lại vẫn có thể cố thủ ở mình ranh giới cuối cùng đây là biết bao khó khăn được cho nên một nữ nhân như thế nếu như để cho lý giật trơ mắt nhìn nàng ở trước mặt mình bị đánh hắn tại tim không đành lòng cho nên ở lý trung bình xuất thủ một khắc kia hắn một cước đá mở cửa phòng sau đó lắc người một cái đi tới khởi mộng trước mặt đưa tay đón lấy lý trung bình phiến tới đây bàn tay lần này cầm lý trung bình khởi mộng cũng chấn động kinh động nhất là lý trung bình hắn không dám tin tưởng lại có người tiếp nhận hắn bàn tay lý trung bình nhướng mày một cái nói thằng nhóc ngươi là ai tại sao ngăn cản ta đánh tiện nhân này ngươi còn không chờ lý trung bình nói hết lời bên cạnh bành gia huy đánh liền đoạn hắn nói im miệng sau đó hắn lại hướng lý giật ha ha cười nói lý lão đệ ngươi làm sao tới à ta hiểu ý lý lão đệ chúng ta đều là từ người nhà nếu ngươi vừa ý người phụ nữ này vậy ta liền nhường cho ngươi đi bành gia huy lấy là lý giật cũng xem trọng khởi mộng cho nên lộ ra một bộ rất rộng rãi dáng vẻ hắn làm như vậy không phải là chẳng muốn bởi vì là một người phụ nữ đắc tội lý giật ở hắn trong lòng từ đầu đến cuối cho rằng lý giật là có mạnh mẽ bối cảnh người lý giật gia nhập câu lạc bộ ngày trước hắn vốn là hết sức phản đối nhưng Tô Thu Bạch nhưng tự mình là Lý Giật đứng ra bảo đảm, liền Tô Thu Bạch như vậy đại lão cũng là hắn đứng ra bảo đảm, có thể tưởng tượng được, người trẻ tuổi này sau lưng nhất định là có cường đại dường nào bối cảnh, thứ nhân vật như vậy hắn làm sao chọc nổi. Gặp Bành Gia Huy nhượng bộ, Lý Giật vậy không có bắt được không buông, dẫu sao hắn mục đích đã đạt tới, không cần phải sống lại thị phi, huống chi còn đều là một cái câu lạc bộ người. Gặp Lý Giật không nói lời nào, Bành Gia cảm vì chậm tách ra lúng túng, vì vậy lại nói, cái đó, Lý lão đệ, ta đột nhiên nghĩ đến ta còn có việc, ta liền đi trước. Nói xong hắn xoay người liền đi ra phía ngoài. Bên cạnh Lý Trung Bình thấy chủ tịch Phùng tự hồ cũng sợ trước mắt người trẻ tuổi này, trong lòng nhất thời vậy gợi lên lui trống lớn, vội vàng đi theo Bành Gia Huy phía sau chuẩn bị rời đi. Ngay tại lúc này, Lý Dật lạnh lùng nói, "Chậm." Bành Gia Huy và Lý Trung Bình vội vàng dừng bước, Bành Gia Huy trong lòng cả kinh, xoay người hỏi, "Lý lão đệ, còn có chuyện gì sao?" Lý Dật nói, người có thể rời đi, nhưng hắn không thể đi." Nghe được Lý Dật mà nói, Bành Gia Huy treo tim rốt cuộc để xuống, hắn mới vừa lấy là Lý Dật gọi lại hắn là muốn tìm hắn phiền toái, hiện tại xác định không phải, không khỏi thở vào nhẹ nhõm, hắn chân thực có chút sợ trêu chọc đến Lý Dật. Lý Trung Bình giờ phút này nhưng kinh hồn bạc vía, chỉ gặp hắn vội vàng dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Bành Gia Huy, sau đó nói, "Chủ tịch Phùng, cầu van xin ngài, ngài có thể ngàn vạn chớ đem ta một người lưu lại nơi này." Bành Gia Huy đều không để ý sẽ hắn, bước thẳng rời đi gian phòng, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên một chút rời đi nơi này, nơi nào còn để ý Lý Trung Bình sống chết. Gặp Bành Gia Huy rời đi, Lý Trung Bình trong lòng nhỏ khẽ run run xoay người đối Lý Dật nói, "Cái này vị gia này, ta lại cũng không dám đánh khởi mộng, cầu ngài bỏ qua cho ta lần này. Còn không cùng hắn nói hết lời, Lý giật đánh liền đoạn nói, ta chẳng muốn ngày hôm nay loại chuyện này phát sinh nữa ở khởi mộng trên mình, nếu như tái phạm lần nữa, tự gánh lấy hậu quả. Mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần. Chương 487, bị người theo dõi. Gia, ngài yên tâm, đánh chết ta cũng ta không dám còn như vậy đối khởi mộng. Nói xong hắn trong lòng nhất thời thở vào nhẹ nhõm, biết chuyện này coi như là đi qua. Được rồi, ngươi đi thôi. Hắn mới vừa nói xong, Lý Trung Bình vội vàng xem thoát đi tựa như rời đi gian phòng. Lý Trung Bình sau khi đi, Khởi Mộng đối lý giật cảm kích nói, "Lý tiên sinh, cảm ơn ngươi, ngày hôm nay nếu không phải ngươi xuất thủ cứu giúp, hậu quả sợ rằng khó có thể tưởng tượng. Cho nên để biểu thị một chút cảm ơn, ta muốn mời ngươi ăn một bữa cơm, có thể không?" Ngày hôm nay nếu không phải trước mắt người đàn ông này, nàng thì thật xong rồi. Trước không nói mới vừa một cái tắt kia sẽ rơi ở trên gò má nàng hơn nữa nếu như mình không đáp ứng tối nay nương thân với bành động vậy cũng chỉ có thể chờ ngày mai thân bại danh liệt và bị phong sát nàng chút nào sẽ không hoài nghi bành gia huy có thực lực này dẫu sao liền ông chủ mình đều sợ hắn mà trước mắt người đàn ông này nhưng để cho bành động cũng sợ có thể tưởng tượng được bối cảnh thực lực cường đại bao nhiêu mà càng để cho khởi mộng cảm kích phải lý giật còn là nàng suy xét chuyện về sau cảnh cáo lý trung bình không thể giống hơn nữa ngày hôm nay như vậy đối với mình cái này để cho nàng cảm kích không cùng lý giật nói không cần bất quá là một cái nhấc tay thôi khởi mộng lắc đầu một cái nói. Không, Lý tiên sinh, đây đối với ngươi mà nói hoặc giả là một cái nhất tay mà thôi, nhưng đối với ta lại nói nhưng như cứu mạng vậy. Cho nên, Lý tiên sinh, ngươi nhất định phải để cho ta mời ngươi ăn cái này cơm, nếu không ta trong lòng sẽ một mực ấy nấy. Lý giật nói, vậy cũng tốt, nếu ngươi cũng đã nói như vậy, ta nếu là lại không đáp ứng, liền lộ vẻ được có chút bất cận nhân tình. Sau đó hai người cùng đi đến chỗ đậu xe, có thể làm khởi mộng thấy trước mặt cách đó không xa đậu khoa ni nhét khắc lúc đó, trong chốc lát lại dừng bước, kinh ngạc đứng ở nơi đó. Lý tiên sinh, đó là xe ngươi sao? đúng vậy lý giật nói xong liền ngồi vào khoa ni nhét khắc chủ chỗ điều khiển làm nhìn khởi mộng còn ngây ngốc đứng ở nơi đó không động lúc đó hắn cười nói lên xe đi phục hồi tinh thần lại khởi mộng vội vàng đi lên phía trước mở ra ngồi kế bên tài xế cửa xe ngồi xuống theo một hồi xe hơi tiếng nổ vang lên hai người liền biến mất ở thái sơn câu lạc bộ ước chừng 10 phút sau đó lý giật lái xe đến một nhà cách câu lạc bộ không xa nhà hàng mắc tiền cửa tiến vào nhà ăn sau đó hai người muốn một cái phòng riêng bởi vì khởi mộng coi như là một có chút danh tiếng minh tinh dọc theo đường đi đều là đeo đồ che miệng mũi và kính mát đem mặt bưng bít được nghiêm nghiêm thật thật cho đến tiến vào phòng riêng sau khi gọi thức ăn xong nàng mới gỡ xuống khẩu trang và kính mát lộ ra vậy trương mặt tuyệt mỹ nàng khẽ ngẩng đầu nhìn về phía lý giật trước mắt người đàn ông này không chỉ có dáng dấp không tệ hơn nữa bối cảnh thực lực cường đại chỉ là không biết người đàn ông ưu tú như vậy kiểu đàn bà gì mới xứng với có lẽ chỉ có và hắn cùng cùng tầng thứ phụ nữ mới có thể đủ xứng với đi nghĩ tới đây khởi mộng đối lý giật nói lý tiên sinh mạo mùi hỏi một tí ngươi có bạn gái sao? Khởi mộng nói xong, trên mặt đột nhiên hiện lên lau một cái đỏ ửng. Không có, thế nào? Không. Không có sao, chính là tùy tiện hỏi một chút. Vừa nói hắn đem mặt chuyển hướng một bên, không dám lại xem Lý Dật, sợ Lý Dật thấy nàng lúc này quẩn thái. Lý Dật trên mặt thoáng qua lau một cái chế nhạo nụ cười, nói, như vậy à, ta còn lấy vì ngươi cấp cho ta giới thiệu bạn gái. Nghe được Lý Dật nói đổ nói, khởi mộng quay đầu lại kinh ngạc nói, xem ngươi ưu tú như vậy người đàn ông, còn cần người giới thiệu bạn gái sao? thích ngươi người phụ nữ sợ rằng đều có thể xếp thành đường dài liền đi lý giật cố ý giả bộ một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ nói à ta vậy không biết chuyện gì có lẽ là bởi vì ta gương mặt này lớn lên không phù hợp nữ sinh các ngươi tiêu chuẩn thẩm mỹ đi sẽ không à mặc dù ta không biết người khác tiêu chuẩn thẩm mỹ và ta có phải là giống nhau hay không nhưng ta cảm thấy ngươi thật phù hợp ta tiêu chuẩn thẩm mỹ nói xong khởi mộng liền lập tức ý thức được mình không nên nói như vậy mới vừa khôi phục mặt ngay tức thì lại đỏ lên phải không ta còn lo lắng là ta lớn lên không được khá nhìn nguyên nhân bây giờ nghe ngươi vừa nói như vậy, ta an tâm. hai người chỉ như vậy vừa ăn vừa nói chuyện, thẳng đến trời tối, sau đó lý giật lái xe cầm khởi mộng đưa đến nàng chỗ ở. trước khi rời đi, lý giật còn đem mình điện thoại cho khởi mộng, cũng nói cho khởi mộng sau này nếu như gặp lại xem ngày hôm nay vậy sự việc, có thể tìm hắn hỗ trợ. đưa xong khởi mộng, lý giật lái xe trở lại giang nam nhã uyển, mới vừa đậu xe xong, hắn liền đối với bãi đậu xe bốn phía nói, các ngươi chẳng lẽ chuẩn bị một mực như thế giấu đi sao? phải ra tay hãy mau ra tay, đừng lén lén lúc lúc theo ở phía sau khiến người chán ghét phiền từ tiến vào tiểu khu sau đó hắn liền loáng thoáng cảm giác được có người theo dõi mình nếu phát hiện vậy khẳng định liền phải giải quyết cái phiền toái này hắn vừa mới dứt lời thì có bốn cái che mặt bộ hắc y nhân từ bốn chỗ bất đồng đi ra mỗi người bọn họ trên mình cũng phối hợp một dài một ngắn hai cây đao đây là bên trái một người quần áo đen mở miệng nói không nghĩ tới ngươi tính cảnh giác còn thật cao cái này cũng bị ngươi phát hiện hiển nhiên người quần áo đen này là người dẫn đầu lý giật đứng tại chỗ thần sắc chút nào không hoảng hốt nói nghe ngươi nói chuyện khẩu âm hơn nữa các ngươi bái phục đao phương thức ta đoán các ngươi hẳn là nước nhật người chứ ngươi đoán không lầm chúng ta chính là nước nhật người dẫn đầu hắc y nhân nói giao ra trong tay ngươi thần nông châm kinh ta có thể tha ngươi không chết nghe được dẫn đầu hắc y nhân nhắc tới thần nông châm kinh lý giật ngay tức thì rõ ràng tại sao những người này muốn theo dõi mình vì vậy cười lạnh một tiếng nói muốn ta giao ra thần nông châm kinh ngươi cảm thấy có thể sao đồng thời hắn trong lòng vậy thầm thở dài nói khó trách trung y có thể ở nước nhật phục hưng chúng ta cảm thấy vô dụng tàn tịch ở trong mắt bọn họ đều được hiếm thế bảo bối dù là mạnh lấy đoạt tiền cũng phải mang về nước nhật nghiên cứu qua như vậy ý thức liền so chúng ta trung quốc một số người mạnh hơn nhiều đã như vậy vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí dẫn đầu hắc y nhân gặp lý giật không chịu giao ra thần nông châm kinh vì vậy khoát tay chặn lại cái khác ba người quần áo đen đồng thời dưới chân động một cái lấy tốc độ cực nhanh đi tới lý giật trước mặt giơ đao chém liền thấy vậy lý giật vậy không khách khí hắn đầu tiên là tránh thoát một luân phiên công kích, sau đó giơ tay lên chính là một quyền đập về phía một người quần áo đen trong đó mặt. Một quyền này đặc biệt cương mãnh có lực, nhìn như uy lực mười phần, người áo đen kia tự hồ cảm thấy nguy hiểm, chuẩn bị đem đầu đi phía trái di động, nhưng cho qua một quyền này, có thể hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước, lý giật quyền tốc là biết bao nhanh, một quyền này trực tiếp nện ở hắn mặt bên trên. Hắc y nhân nhất thời xem con diều đứt dây, trực tiếp bay về phía sau bảy, em mờ xa mới dừng lại. Phốc. Hắn khạc ra một nguồn máu tươi sau đó, liền té không dậy nổi. Ngoài ra hai người quần áo đen thấy vậy, gầm nhẹ một tiếng, sau đó sẽ lần huy động trong tay Đông Dương đao bổ về phía Lý Dật. Mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần. Chương 488, phù tang nhẫn giả thuật. Liền làm hai cây đao sắp chém tới Lý Dật bộ mặt lúc đó, Lý Dật lấy cùi chỏ đời quyền, chỉ gặp hắn đôi cùi chỏ đánh vào hai người quần áo đen đao bên, vậy hai cây đao liền sáng chói liếc, đi theo hắn lại cùi chỏ đánh vào mặt của hai người bộ, đem hai người mang lật trên đất. Sau đó hắn lại nhấc chân, một cước một người quần áo đen, đem bọn họ đá bay chí ít 10m xa, đụng vào trên tường, miệng phun máu tươi vượt quá, sau đó liền té không có động tĩnh. ngươi lại người dám giết ta, tự tìm cái chết. thắc y nhân nói xong đột nhiên biến mất không gặp. ẩn nút thuật. thấy người đồ đen kia sử xuất ẩn nút thuật, hơn nữa trong tay phù tan nhẫn giả có một không hai nhẫn giả đao. lý giật ý thức được người quần áo đen này là nước nhật nhẫn giả, chỉ là cái này phù tan nhẫn giả lấy là dựa vào điểm này mánh khóe liền có thể đối phó mình, vậy không khỏi cũng quá xem nhẹ hắn lý giật. ở tử cực ma đồng trước mặt, phù tan nhẫn giả ẩn nút thuật nhất định chính là một cười nhạo, chỉ gặp lý giật trong mắt lóe lên lau một cái ánh sáng tím phù tang nhẫn giả chỗ ở vị trí liền lập tức ở trước mặt hắn hiển hiện ra. Phù tang nhẫn giả vốn cho là mình giấu rất kỹ, có thể xuất kỳ bất ý giết lý giật một cái trở tay không kịp. Có thể không nghĩ tới phải, ngay tại hắn giơ lên một cái nhẫn giả đau thì phải chém tới lý giật trên mình lúc đó, chỉ gặp lý giật cười lạnh một tiếng, hướng bên phải hơi nghiêng người một chút, rất nhẹ nhàng nhường cho qua cái này một đau sau đó giơ tay lên một quyền đánh vào người quần áo đen trên ngực. Một quyền này đánh phù tang nhẫn giả tại chỗ hộc máu, hơn nửa chấn động bay bảy, em mờ xa, sau đó thật vất vả mới từ dưới đất bò dậy. Lý giật cười lạnh nói, như thế nào? Còn muốn không muốn thần nông châm kinh? Ngươi! Ngươi lại có thể phá giải ta ẩn nút thuật ám sát. Phù tan nhẫn giả mặt đầy kiếp sợ. Lý giật cười lạnh nói, còn ẩn nút thuật ám sát, ta làm sao cảm giác cùng không ẩn nút không việc gì khác biệt? Không! Cái này không thể nào! Hắn tu tập nhẫn giả ẩn nút thuật nhiều năm, còn từ không thất bại, ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên nghe có người nói hắn ẩn nút thuật ám sát cùng không ẩn nút như nhau, cái này để cho hắn trong chốc lát khó mà tiếp nhận. Một lát sau, hắn lại nói, mặc dù ẩn nút thuật ám sát bị ngươi phá, vậy thì để cho ngươi thử một chút cái này. Hỏa độn, hào cầu thuật. Chỉ gặp hắn hai tay nhẹ nhàng vê động, trong miệng lẩm bẩm nghe không hiểu thần chú, sau đút một tí, từ trong miệng liền phun ra một trái cầu lửa lớn, thẳng hướng Lý Dật nhào tới. Nhìn gào thét mà đến cầu lửa, Lý giật khóe miệng dâng lên một tia cười lạnh, nói, chút tài mọn, cũng dám ở ta trước mặt múa rìu trước cửa nhà lỗ ban. Đối mặt nhào tới cầu lửa, Lý giật tay phải nhẹ nhàng vê động, sau đó đánh ra một cái pháp quyết, vậy một đoàn lửa lớn chẳng những lập tức ngưng công kích, ngược lại quay lại phương hướng, hướng phù tan nhẫn giả nhào tới. Cái này, đây là cái gì chiêu thức? Phù tan nhẫn giả giờ phút này đã chấn kinh tột đỉnh, có thể hiện tại đã cho không được hắn suy nghĩ nhiều, cầu lửa đã nhào tới trước mặt hắn, hắn đuổi bận biểu chấp hai tay, trong miệng không ngừng nhắc tới thần chú. Cuối cùng thật vất vả đem vậy đoàn ngọn lửa tắt, có thể bởi vì cầu lửa mới vừa tới thế mãnh liệt, quy lực mạnh mẽ, cầm trên người hắn quần áo đều bị đốt được rách rưới không chịu nổi gặp lý giật như vậy lợi hại phù tang nhẫn giả không dám lại tiếp tục cuốn đấu nữa vội vàng lấy tốc độ thật nhanh hướng xa xa thoát đi cái này nước nhật hắc y nhân lại ngông cuồng đến ở trung quốc trên đất đối mình hạ sát thủ lý giật tự nhiên sẽ không dễ dàng thả qua hắn hắn bước nhanh theo sát phía sau hướng phù tang nhẫn giả chạy trốn phương hướng đuổi theo chỉ như vậy hai người ngươi truy đuổi ta đuổi chỉ là chỉ trong chốc lát hai người cũng đã truy đuổi chạy tới giang nam nhã biển khu biệt thự ngay tại lý giật càng truy đuổi càng gần lúc đó phù tang nhẫn giả đột nhiên tung người nhảy một cái tiến vào khu biệt thự bên trong thấy phù tang nhẫn giả tiến vào khu biệt thự lý giật khẽ nhíu mày cái này phù tang nhẫn giả tại sao không đi nơi khác trốn nhưng hết lần này tới lần khác muốn đi khu biệt thự bên trong chạy chẳng lẽ bên trong còn có hắn đồng bọn không được bất quá coi như là như vậy hắn cũng không muốn thả qua cái này phù tang nhẫn giả ngay sau đó tiếp tục theo sát phía sau phù tang nhẫn giả đang trốn đến khu biệt thự thứ bảy nắp lúc đó lại trực tiếp vượt qua tường cao nhảy vào sau đó liền mất đi bóng người lý giật trong lòng ngầm nói đây không phải là nhạc lão biệt thự sao chẳng lẽ ngay sau đó hắn vậy vượt qua tường cao tiến vào nhạc duy dung biệt thự có thể chân vừa mới rơi xuống đất đột nhiên có bảy tám cái che mặt hắc y nhân từ phòng khách biệt thự bên trong vọt ra những nhân thủ này bên trong nắm vụ tan vũ sĩ đao thấy lý giật không nói hai lời liền vọt tới quả nhiên sự việc như lý giật muốn được như nhau hắc y nhân quả nhiên có đồng bọn hơn nữa và những người quần áo đen này là bên chia làm hai đường một đường là đối phó hắn một đường là đối phó nhạc duy dung bởi vì lý giật trong tay có bọn họ mong muốn thần nông châm kinh mà nhạc duy dung trong tay thì có bọn họ mong muốn đời đường phật đầu những thứ này người phù tang là không mua được liền khiến cho dùng võ lực cướp đoạt nếu những thứ này người phù tang bản tính khó đổi lý giật ra tay tự nhiên không chút lưu tình ngay sau đó vọt tới những người quần áo đen này trong đám quyền cướp cũng dùng à theo từng trận tiếng kêu thảm thiết truyền tới hắc y nhân cũng đã tất cả đều bị lý giật lực úp trên đất mà lý giật làm xong những thứ này bất quá là ngay chớp mắt sự việc sau đó hắn không dừng lại chút nào trực tiếp xông về phía bên trong biệt thự bởi vì những thứ này người phù tang rất có thể đã đối nhạc cứ ra tay lý giật vô cùng rõ ràng những thứ này người phù tang tàn những độc thủ đoạn nếu như hắn không kịp thời đi cứu nhạc lão như vậy hậu quả thiết tưởng không chịu nổi mới vừa vào phòng khách biệt thự một đạo hàng quan thoáng qua ngay sau đó một cái vũ sĩ đao đối diện bổ về phía hắn lại vẫn là cao thủ đáng tiếc còn chưa đủ xem lý giật nói xong liền rất linh xảo lắc mình tránh thoát bổ tới cái này một đao sau đó giơ tay lên chính là một quyền đập ở đối phương trên ngực người kia nhất thời giống như con diều đứt dây vậy thẳng xem sau bay ra ngoài ầm um, một tiếng vang thật lớn người nọ trực tiếp đánh về phía sau lưng trên vách tường phốc phun ra một nguồn máu tươi sau đó liền té không dậy nổi giải quyết hết người này sau đó lý giật dọc theo thang lầu một đường hướng lên mặc dù thỉnh thoảng sẽ phải chịu địch nhân đánh lén nhưng cái này chút đánh lén đối lý giật mà nói căn bản không có bất kỳ tác dụng tiếp liền đem những thứ này người đánh lén cũng giải quyết hết sau đó hắn đi tới biệt thự lầu ba một cái phòng khách lớn phòng khách trên ghế salon một cái lão giả và một cái chừng hai mươi tuổi người tuổi trẻ lưng đâu lưng bị cột với nhau ông già chính là nhạc duy dung người tuổi trẻ là hắn con trai nhạc thần vũ. Ở giường hai đầu thì đứng mấy người quần áo đen, một cái trong đó bất ngờ chính là Lý Giật một đường chặt đuổi phù tan nhẫn giả, mà tại nhẫn giả bên cạnh ghế ngồi ngồi một cái người trung niên. Lý Giật nhận ra người này chính là ban ngày đã gặp Kuroda So. Thấy Lý Giật đi tới nơi này, bị trói nhạc duy dung một mặt kinh ngạc nói, Lý Tiểu huynh đệ, ngươi làm sao tới? Nhanh lên rời đi nơi này. Kuroda So một mặt cười lạnh nói, ngươi cảm thấy hắn hiện tại còn chạy sao? Nếu đến nơi này cũng đừng nghĩ sẽ rời đi. Vừa nói hắn lại quay đầu hướng Lý giật nói, ngươi kêu lý giật đúng không không nghĩ tới ngươi thật đúng là một cao thủ liền okamoto đều đang không phải ngươi đối thủ đây cũng là có chút ra ta dự liệu vốn là ta chỉ dự định để cho ngươi giao ra thần nông châm kinh liền thả ngươi một con đường sống có thể ngươi lại giết ta nhiều thủ hạ như vậy vậy ta liền lưu ngươi không được mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần chương 489, phạm ta hoa hạ người tuy xa phải giết lý giật lạnh giọng nói chúng ta trung quốc có một câu cách ngôn nói đúng người xấu vậy đều là chết tại nói nhiều ta muốn ngươi là thuộc về loại người kia đi khốn kiếp! kuroda so sắc mặt trầm xuống nói thằng nhóc ta hiện tại lại cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội nếu như ngươi hiện tại cầm thần nông châm kinh giao cho ta ta có thể cân nhắc thả ngươi rời đi nếu không ta để cho ngươi chỉ có tới chớ không có về lý giật cười lạnh nói chỉ có tới chớ không có về ta xem những lời này đưa cho các ngươi thích hợp hơn đi nếu ngươi như thế phách lối vậy thì để cho ta xem ngươi kết quả thật lợi hại kuroda so nói xong liền đứng lên chỉ gặp hai người họ vững tay cầm eo ít cán đao và sao miệng sau đó thẳng xông về lý giật ngay tại hắn vọt tới cách lý giật chừng hai m chừng lúc đó đột nhiên lấy tốc độ cực nhanh rút ra đao do chính diện bổ về phía lý giật đầu đây là nước nhật cư hợp chém và trung quốc rút ra đao thuật kém không nhiều chú trọng mau tàn nhẫn chính xác một kích giết chết kuroda so vốn cho là mình cái này một đao sẽ nhất kích toi mạng dẫu sao hắn rút ra đao thời điểm lý giật còn đứng tại chỗ không nhúc nhích hơn nữa hắn rút ra đao tốc độ cực nhanh đối phương căn bản không kịp làm bất luận phản ứng gì có thể để cho kuroda so tuyệt đối không nghĩ tới phải lý giật mà lại ở hắn rút ra đao một khắc kia hai chân nhẹ nhàng đạp một cái, toàn bộ thân thể nhất thời bay bổng lên, nhường cho qua cái này một đao. Kuroda so trong lòng vô cùng khiếp sợ, không nghĩ tới mình gần đây không chỗ nào bất lợi cư hợp chém mà lại ở người trẻ tuổi này trước mặt không có hiệu quả. Bất quá rất nhanh hắn liền phục hồi tinh thần lại, chuẩn bị lần nữa phát động tấn công, lần này hắn hai tay cầm đao, đứng ở nơi vai phải, khuỷu tay phải bưng lên. Hắn cái này cố định thức mở đầu động tác kêu chuồng chuồng tám tướng, nếu như đứng xa nhìn ngươi sẽ phát hiện cái này tư thế giống như một cái to lớn chuồng chuồng dựng ngược trên vai bộ, chuồng chuồng tám cương thị phù tan truyền thống đao pháp nó yếu quyết có năm cái một tốc độ hai lực lượng ba bộ pháp bốn hô hấp năm viên kêu ở giữ cầm đao tư thế sau đó kuroda sao lại lấy hời hật tư thái dè đặt đến gần lý giật sau đó đột nhiên vung đao từ vai phải hướng lý giật bên trái phía dưới mãnh liệt đánh xuống đi đôi với đồ sộ lớn lực bột phát chém kuroda sao phát ra đem hết toàn lực gào thét giống như tinh tinh bạo hống bởi vì cái này một đao ra đao cực nhanh tại chỗ những người khác nghe được viên kêu sau đó cũng cho rằng lý giật đã bị chẻ mở được hai nữa mà nhạc duy dung lại là quay đầu không dám nhìn thẳng có thể ra tất cả người ngoài ý liệu phải lý giật tự hồ trừ hơi hướng bên phải di động một chút vẫn không có đảm nhiệm tổn thương nào hơn nữa còn không chờ đám người kịp phản ứng kuroda so chỗ cổ tay liền truyền tất rắc một tiếng hắn cổ tay đã bị lý giật gãy đau vậy rơi ở trên mặt đất à cổ tay cốt bị gãy kuroda so nhất thời phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng quát tháo kuroda so nguyên vốn cho là lấy mình thực lực đối phó người tuổi trẻ trước mắt vậy còn không xem giết chết một con kiến như vậy dễ dàng có thể chuyện cùng mong muốn người ta không những không có bị tự giết chết, ngược lại chỉ ra liền một lần tay, liền đem mình cổ tay gãy xương đoạn. Thằng nhóc, ngươi mau buông ra hắc ruộng xã trưởng. Okamoto một tiếng cầm lên, do đao liền hướng Lý Dật mặt bổ tới, hắn muốn tiếng đông cứu tay, thừa dịp Lý Dật ra tay tự vệ lúc đó, cứu Kuroda so. Có thể Lý Dật tốc độ thật sự là quá nhanh, chẳng những một quyền đem Kuroda so đánh bay, hơn nữa còn ung dung né nhanh qua liền hắn nhất kích, cũng đem quả đấm lần nữa đập về phía ngực hắn. Bởi vì một quyền này Lý giật căn bản không dự định nương tay, Okamoto trực tiếp bị Lý giật đánh ra bảy em mờ xa, phốc thạch ra một nguồn máu tươi, sau đó ngã xuống đất không có động tĩnh. Nhìn trước mắt hết thảy, ngoài ra hai người quần áo đen đã bị sợ choáng váng. Trên ghế salon lon nhạc thần vũ trong lòng vô cùng khiếp sợ, ngay sau đó mở miệng nói, cục cưng của ta, như thế lợi hại, đơn giản là ta thần tượng. Không được, ta nhất định phải bái ông ta làm thầy, học tập công phu, như vậy ta là có thể xem hắn như nhau lợi hại, những thứ này thằng đáng chết liền cục không được ta. Nhạc Duy Dung lộ ra một mặt chê diễn cảm, nói, ngươi như vậy, còn muốn làm lý tiểu huynh đệ học trò, không phải lão thân phụ đã kích ngươi, ngươi cái này phá sản trò vui, cả ngày lẫn đêm trừ và bạn bè không tốt khắp nơi lêu lỏng, còn có thể làm gì? Người ta lý tiểu huynh đệ sẽ thu ngươi làm đồ đệ mới là lạ, ngươi liền đừng nửa nằm mơ, vẫn là an tâm cùng ta học tập giám bảo đi. Nhạc thần vũ nói, nào có ngươi như vậy làm cha, mỗi một ngày cũng biết làm tổn thương mình con trai. Ta là nói thật à? Ngay tại hai cha con ngươi một câu ta một lời thời điểm, hai cây đao đột nhiên gác ở cổ của bọn họ trên. Kuroda so từ dưới đất đứng lên thân đối lý giật uy hiếp bờ nói, ngươi. Ngươi đừng tới đây, cử động nữa ta liền để cho bọn họ giết cái này hai phụ tử. Ách. Nguyên lai là hai người mới vừa nói chuyện thời gian, lý giật đang bước đi về phía Kuroda so, mà Kuroda so bởi vì sợ lý giật, cho nên vội vàng sai khiến hai người quần áo đen cầm đao gác ở nhạc duy dung cha con trên cổ, tốt để cho lý giật ném chuột sợ vỡ bình. Cầm thần nông châm kinh và phật đầu giao cho ta, sau đó để cho chúng ta yên ổn rời đi nơi này, ta liền thả hai bọn họ phụ tử. Còn không cùng hắn nói hết lời, hai người quần áo đen đã ngã trên đất, hai người nơi mi tâm đều có một cái thật nhỏ lỗ kim. Lúc đầu Lý Dật thừa dịp Kuroda so mới vừa lúc nói chuyện, đã từ trên mình lấy hai cây ngân châm, sau đó lớn giơ tay lên một cái, hai cây ngân châm liền bắn vào hai người quần áo đen ấn đường bên trong. Cái này. Vào giờ phút này, Kuroda so đã hoàn toàn sợ choáng váng. Đây là, Lý Dật lạnh giọng nói, một cái đảo nho nhỏ quốc chi người, cũng dám ở ta to lớn hoa hạ trên đất liền giết người cướp của chuyện, là ai cho các ngươi gan. Nhìn Lý Dật lạnh lùng ánh mắt, Kuroda so nhất thời bị sợ vỡ mật, dáng vẻ run rẩy nói, ngươi, ngươi muốn làm gì, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là giết ta, Hắc Long sẽ là sẽ không bỏ qua ngươi. Cái gì Hắc Long sẽ bạch Long sẽ, chưa nghe nói qua, bọn họ không chọc ta khá tốt, nếu như bọn họ dám can đảm cùng ngươi vậy trêu chọc ta, ta nhất định sẽ để cho bọn họ cùng ngươi như nhau chỉ có tới chớ không có về. Lý giật lạnh giọng nói, không chỉ như vậy, sau này ở hoa hạ trên vùng đất nếu là để cho ta thấy nước Nhật người can đảm dám đối với bạn của ta, đồng bào làm ra ta không cách nào dễ dàng tha thứ chuyện, dù là sau chuyện này bọn họ chạy tới chân trời góc biển, ta cũng ắt sẽ bọn họ toàn bộ chém chết, bởi vì phạm ta hoa hạ người, tuy xa phải giết. Lý Dật nói xong lớn giơ tay lên một cái, sau đó một cây ngân châm ngay tức thì bắn vào Kuroda so ấn đường bên trong, ngay sau đó Kuroda so liền té ngã trên đất, khí tuyệt tiến mất. Đem những người này toàn bộ đều giải quyết hết sau đó, Lý Dật ngay sau đó xoay người lại đến nhạc gia cha con bên cạnh, giúp bọn họ cầm dây thường giải khai. Nhạc Duy Dung hoạt động một tí cứng nhắc tứ chi sau đó, đối lý giật nói, Lý Tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi, ngày hôm nay nhờ có có ngươi cứu giúp, nếu không sao quả thật là thiết tưởng không chịu nổi à. Lý giật nói, không cần khách khí, ta cũng là ngẫu nhiên cứu các ngươi. Bên cạnh nhạc thần vũ một mặt hưng phấn nói, Lý đại ca, ngươi mới vừa thật thật lợi hại, những thứ này thằng đáng chết lại để cho ngươi không hai cái thì làm nằm sắp. Lý đại ca, ta muốn bái ngươi làm thầy, theo ngươi học công phu, ngươi thấy có được hay không? Mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần chương 490, lại thu một đồ. Còn không cùng Lý Dật nói chuyện, Nhạc Duy Dung liền mắng, ngươi cái thứ mất mặt xấu hổ, ngươi cũng có tư cách làm Lý Tiểu huynh đệ học trò. Cảm chặt lăng một bên hóng mắt đi. Nhạc Thần Vũ ánh mắt kiên định, giọng kiên quyết nói, ta không lăng, ta nhất định phải bái Lý đại ca vi sư. Nói xong hắn tự hồ hạ định quyết tâm, ngay sau đó hai chân một công, cùng một tiếng, quỳ xuống ở Lý Dật trước mặt, nói, Lý đại ca, cầu ngươi nhận lấy ta đi. Gặp con trai cố chấp như thế, nhạc duy dung đối lý giật nói lý tiểu huynh đệ nhà ta cái này thằng nhóc bởi vì lão phu sơ vu dạy dỗ trong ngày thường là đối chuyện gì đều là hứng thú tẻ nhạc ta còn từ không gặp hắn xem ngày hôm nay như vậy đối với một chuyện như vậy kiên định cố chấp qua cho nên lão hủ ở nơi này khẩn cầu tiểu huynh đệ nhận lấy hắn coi như không thể nhận hạ làm đồ đệ của ngươi có thể để cho hắn đi theo bên người ngươi làm việc lặt vặt xoát chùi bồn cầu cũng được hắn nếu có thể đi theo ngươi chính là hắn có phúc nghe được nhạc duy dung mà nói nhạc thần vũ nhất thời trước mắt sáng lên làm sao cũng không nghĩ tới lão thân phụ lại sẽ giúp mình nói chuyện, nào ngờ nhưng thật ra là nhạc duy dung đã sớm nhìn ra lý giật cũng không phải vật trong ao, nếu như có thể để cho con trai đi theo hắn bên người, coi như không thể thăng quan tiến chức nhanh chóng, vậy tuyệt đối sẽ không so hiện tại kém. Lý giật suy nghĩ một chút, mình nếu thành lập huyền môn, vậy khẳng định không thiếu được muốn thu mấy người đệ tử, mặc dù thằng nhóc này cậu ấm một ít, nhưng cái này là có thể dạy dỗ. Hắn ngay sau đó nói, nếu nhạc lão cũng đã nói như vậy, vậy thì để cho hắn đi theo ta. Quá tốt, cảm ơn tiểu huynh đệ. Nhạc Duy Dung vừa nói vừa một cước đá vào Nhạc Thần Vũ trên mông, sau đó nói, thằng nhóc, ngớ ra làm gì, còn không nhanh lên cho sư phụ ngươi dập đầu thi lễ. Nhạc Thần Vũ vội vàng hướng Lý Dật dập đầu nói, sư tôn ở trên cao, mời thu học trò một bái. Lý Dật nói, được rồi, đứng lên đi. Gặp con trai bái sư thành công, Nhạc Duy Dung lời nói thành khẩn nói, tiểu vũ, sau này thật tốt đi theo ngươi sư tôn, không muốn giống hơn nữa trước như nhau làm việc có mới vô chung, đừng là ngươi tự chọn, vậy sẽ phải kiên định không rời đi hết. Ngươi nếu là dám không nghe lời, Chọc Ngư sư Tôn tức giận, ngươi cũng không cần về lại Nhạc gia, ta liền làm không ngươi cái này con trai." Nhạc Duy Dung vừa nói vừa quay đầu hướng Lý Dật nói, "Tiểu huynh đệ, nhà ta thằng nhóc này sau này thì nhờ ngươi dạy dỗ, nếu như thằng nhóc này không phục dạy dỗ, ngươi chính là đánh chết hắn ta cũng tuyệt không hai lời." Nhạc Thần Vũ liền vội vàng nói, "Ba, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ thật dễ nghe sư Tôn nói, hắn nói để cho ta đi đông ta tuyệt sẽ không đi tây." Lý Dật đối Nhạc Thần Vũ nói, "Tiểu Vũ, ngươi vừa đã bái ta làm sư phụ, vậy từ giờ khắc này ngươi chính là ta vị trí thứ hai đệ tử, đồng thời cũng là huyền môn vị trí thứ hai đệ tử. Nhạc thần vũ hưng phấn nói, huyền môn, nghe rất lợi hại dáng vẻ, giống như trong tiểu thuyết võ hiệp tông môn như nhau. Huyền môn, là vi sư mới vừa thiết lập tông môn, hiện tại còn chỉ có sư huynh ngươi và hai ngươi vị đệ tử. Lý Dật nói, ngươi ngày mai đi huyền môn y quán tìm ngươi một chút sư huynh la khang lập, hắn nơi đó hiện tại cần người làm hỗ trợ. Được, sư tôn. Nhạc thần vũ rất thông minh. Hắn cũng không có hỏi Lý Dật tại sao không hiện tại liền dạy hắn võ công, bởi vì hắn biết đây là sư tôn ở ma luyện mình đến lúc thời điểm thích hợp khẳng định liền sẽ dạy hắn nghe được lý giật nói la khang lập là hắn đại đệ tử nhạc duy dung trên mặt nhất thời toát ra lau một cái khó tin thần sắc sau đó mở miệng hỏi nói lý tiểu huynh đệ ngươi mới vừa nhắc tới la khang lập nhưng mà hạnh lâm đường vị kia la khang lập la bác sĩ lý giật gật đầu một cái nói không sai chính là hắn hắn là ta thu vị thứ nhất đệ tử chẳng lẽ tiểu huynh đệ ngươi vậy hiểu y lý giật gật đầu một cái nói ta là một danh bác sĩ Nhạc Duy Dung lần nữa bị chấn động kinh động, làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Giật lại vẫn là một danh bác sĩ, hơn nữa có thể để cho La Khang lập như vậy trung y uy tín hạ mình bái sư, vậy Lý Giật y thuật nên cao bao nhiêu à? Dĩ nhiên, cái này cũng chứng minh mình không có nhìn lầm, trước mắt người trẻ tuổi này tương lai nhất định long đằng chính tầng trời, tiểu vũ có thể bái nhân vật như vậy vi sư là hắn có phúc. Lý Giật nhìn một cái nằm trên đất, chết không thể chết lại Kuroda so các người, sau đó lấy ra điện thoại di động trực tiếp cho từ niệm vi gọi một cú điện thoại, nói, niệm vi, ngươi mang ít người đến ta tới nơi này một tí, xảy ra chút chuyện nơi này chết liền một số người từ niệm vi nhất thời bị sợ hết hồn hỏi người xác định không phải ở cùng ta làm trò đùa không có nói đùa là thật lý giật nói trong điện thoại một đôi lời không nói rõ ràng người tới thì biết ta hiện tại cầm xác định vị trí địa chỉ phát cho ngươi ngươi nhanh lên mang người tới đi lý giật nói xong cúp điện thoại sau đó đem xác định vị trí địa chỉ tin tức phát cho từ niệm vi nếu như những người này chết ở chỗ khác hắn căn bản không cần như thế phiền toái chỉ cần mấy tờ liệt diễm phù đem bọn họ thi thể đốt sạch sẽ là được nhưng bây giờ là chết ở nhạc gia, để cho nhạc gia phụ tử coi không được, cho nên chỉ có thể giao cho Di xem kỹ xử lý. Cũng không lâu lắm, bên ngoài biệt thự liền truyền tới một hồi xe hơi động cơ tiếng nổ, ngay sau đó liền từ dưới lầu đi lên chừng 10 cái cảnh sát, cầm đầu chính là từ niệm vi. Thấy cảnh tượng trước mắt, nàng đầu tiên là sợ hết hồn, sau đó phân phó cái khác Di xem kỹ khám xem kỹ hiện trường, mình thì đi tới Lý giật trước mặt, quan tâm hỏi nói, Lý giật, ngươi không có sao chứ? Có hay không nơi nào bị thương, để cho ta xem xem. Từ lần trước vậy vừa hôm sau đó, nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra, trong lòng tràn đầy đều là lý giật, hiện tại lại thấy nhiều người như vậy chết, cho nên đặc biệt lo lắng lý giật bị thương. Lý giật nói, ta không có sao, ngươi trước xem nhìn xuống đất trên những người này xử lý như thế nào đi. Nghe được lý giật nói không có sao, từ niệm vi nhất thời thở vào nhẹ nhõm, sau đó nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Những người này làm sao sẽ chết ở chỗ này. Lý giật ngay sau đó cầm chuyện đi qua toàn bộ cho từ niệm vi nói một lần. Từ niệm vi sau khi nghe xong, một mặt tức giận nói, những thứ này đáng chết người phù tang, lại dám ở ta trung quốc làm ra cái này cùng giết người cướp của chuyện chết liền cũng tốt được rồi chuyện này các ngươi liền không cần phải để ý đến giao cho chúng ta xử lý là tốt lý giật nói tốt lắm nơi này liền giao cho ngươi xử lý ta đi về trước nói xong hắn xoay người sẽ phải rời khỏi có thể đây là từ niệm vi đột nhiên gọi lại hắn nói chờ một tí lý giật quay đầu lại hỏi thế nào muốn ta lưu lại còn có chuyện gì sao từ niệm vi trợn mắt nhìn hắn nói ta nghe ta ta nói ngươi và tô mạng thanh nói bạn bè trai gái có hay không như thế chuyện xảy ra thấy loại chuyện này nhạc duy dung phụ tử cảm thấy loại trường hợp này không thích hợp ở lại chỗ này vì vậy chào hỏi liền vội vã rời đi cảm nhận được từ niệm vi đằng đằng sát khí ánh mắt lý giật vội vàng giải thích ách đây là hiểu lầm hiểu lầm cái gì hiểu lầm tô mạng thanh ở buổi đấu giá ngay trước ca ta mặt chính miệng nói cái này còn là hiểu lầm ngươi làm ta trẻ con ba tuổi sao lý giật nói thật ta không lừa gạt ngươi nghe ta giải thích được không mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần chương bốn trăm chín mươi ghen từ niệm vi vậy ngươi giải thích, ta đây muốn xem ngươi giải thích như thế nào. Nàng bây giờ dáng vẻ giống như mình bạn trai ra quỷ, yêu cầu đối phương phải làm ra giải thích. Chuyện là như vậy, Tô Mạng Thanh rất ghét Bạch Ngạo Nam, vừa vặn buổi đấu giá lại là Bạch Ngạo Nam cử hành, cho nên liền để cho ta giả vờ hắn cũng bạn trai, miễn được Bạch Ngạo Nam lại phiền nàng. Từ Niệm Vi lại nói, cái này đổ có thể nói đi qua, vậy ngươi lại cho ta giải thích một tí, ngươi bỏ ra số tiền lớn vỗ xuống tượng trưng thật yêu vòng tay phỉ thúy đưa cho nàng lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể đừng nói cho ta, Ngươi căn bản không biết người đàn ông đưa người phụ nữ vòng tay hàm nghĩa, huống chi vậy chỉ vòng tay phỉ thúy ở đấu giá trước, đấu giá sư nhưng mà trước đó có nói qua lai lịch của nó. Cái này, ta lúc ấy thật không muốn như vậy nhiều, ta đưa tô mạng thanh vòng tay không phải là bởi vì nàng ở trước đó, đánh một bản y thuật đưa cho ta, mà ta chẳng muốn vô duyên vô cớ tiếp nhận đồ của người ta. Nghe được lý giật giải thích có lý có chứng cớ, từ niệm lúc này mới thả qua hắn, tại là nói, hừ, ta tạm thời tin tưởng ngươi nói, bất quá ngươi ngày mai giống vậy phải vậy đưa ta một chiếc vòng tay. Lý giật nhất thời như trút được gánh nặng nói, phải, ta ngày mai vậy đưa ngươi một chiếc vòng tay, được chưa? Xem ở ngươi thái độ coi như thành thẩn phân thượng, chuyện này coi như qua, tốt lắm, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Từ niệm vi nói, nhớ ngày mai buổi sáng 10 giờ tới nhà ta tiếp ta, hai người chúng ta cùng đi chọn vòng tay. Lý giật trả lời một tiếng sau đó, liền thoát đi tựa như rời đi nơi này, rất sợ cô nãy nãy này lại đột nhiên gọi mình lại giải thích cái giải thích này cái đó. Có thể mới vừa xuống lầu, hắn liền tự nhủ, ồ, không đúng à, ta đây là thế nào, lại không làm chuyện trái lương tâm, làm sao làm thật tốt xem có tật giật mình vậy. Nói tới chỗ này, chính hắn đều có điểm cảm thấy buồn cười. Sau đó hắn lái xe rời đi biệt thự, trở lại trong nhà mình. Sau khi về đến nhà, hắn ngồi ở trong phòng khách trên ghế salon, ý niệm động một cái, một bản sách y học liền lập tức xuất hiện ở trong tay hắn, bất ngờ chính là hắc ruộng một mực lo nghĩ thần nông châm kinh. Lý giật mở ra thần nông châm kinh nhìn một cái, mặc dù là tàn tịch, nhưng bên trong ghi lại châm pháp nhưng huyền diệu vô cùng, may mà không để cho nó rơi vào người phù tang trong tay, nếu không đối hoa hạ trung y giới mà nói, là một cái không tổn thất lớn. Cái này bản kim kinh mặc dù không tệ, nhưng đối với lý vật mà nói nhưng không nhiều lắm tác dụng, bởi vì huyền thiên trong truyền thừa mặt so với cái này huyền diệu hơn châm pháp đều có. Bất quá cũng có thể để cho La Khang lập tu luyện, dẫu sao huyền thiên trong truyền thừa có nhiều loại châm pháp, đều phải cần chân khí phụ trợ mới có thể thi triển, La Khang lập không có tu luyện ra chân khí, căn bản không cách nào tu luyện, mà đây bản thần nông châm kinh nhưng cũng không cần như vậy nhiều yêu cầu, cho nên để cho La Khang lập tu luyện là lại không quá thích hợp. Sau đó Lý Giật liền lợi dụng mình đối châm pháp cách nhìn, đem thần nông châm kinh thiếu sót bộ phận cho bổ toàn, quyển sách này liền lập tức biến thành hoàn chỉnh thần nông châm kinh. Làm xong những thứ này, hắn đem thần nông chân kinh thu vào chiếc nhẫn trữ vật bên trong, ngay sau đó lại ý niệm động một cái, một cái tựa như sư tựa như hổ con rối cơ quan thú liền xuất hiện ở phòng khách. Nhìn con rối cơ quan thú, Lý Dật thầm nghĩ, cái này con rối cơ quan thú ngược lại là một bảo bối tốt, chỉ bất quá muốn khống cái này đại quái thú, thì nhất định phải gom đủ hai kiểu đồ, cũng phải khôi lỗi thuật, hai là linh thạch, hơn nữa hai người thiếu một thứ cũng không được. Khôi lỗi thuật huyền thiên trong truyền thừa thì có, nhưng linh thạch hắn hiện tại lại không có. Xem ra nếu muốn thí một tí cái này con rối cơ quan thú vi năng, chỉ có thể chờ phía sau tìm được linh thạch hơn nữa. Nghĩ tới đây, lý Giật tâm niệm lần nữa động một cái, con rối cơ quan thú ngay tức thì lại thu vào trong những trữ vật. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn mới vừa tu luyện hoàng tử cực ma đồng, đặt ở trên tủ ở đầu giường điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hắn cầm điện thoại di động lên nhìn một cái điện tới biểu hiện là từ niệm vi đánh tới ngay sau đó nhận nghe điện thoại lý giật ngươi làm sao còn không tới đón ta lý giật nhìn một tí màn hình điện thoại thời gian nói bà cô ngươi có lầm hay không ngươi ngày hôm qua có thể cùng ta ước định là 10 giờ hiện tại vẫn chưa tới 9 giờ từ niệm vi nói à phải không vậy cũng tốt bất quá ngươi nếu đã thức dậy vậy dứt khoát liền mở sớm chút tới đón ta coi là bởi vì lý giật ngày hôm qua đáp ứng muốn đưa tay nàng trạc cho nên nàng sáng sớm đã thức dậy vậy không chú ý nhìn thời gian ở rửa mặt chải đầu lối ăn mặc một phen sau đó liền vội vàng bấm lý giật điện thoại lý giật bất đắc dĩ nói được rồi vậy ta trước cúp nói xong hắn cúp điện thoại đi tới phòng rửa tay đơn giản rửa mặt một tí sau đó trở về bãi đậu xe lái xe hướng từ gia phương hướng biệt thự đi ước chừng 20 phút cỡ đó lý giật lái xe tới đến từ gia biệt thự giờ phút này từ niệm vi đã đứng ở cửa biệt thự hôm nay nàng ăn mặc một bộ màu trắng hoa biên lĩnh áo sơ mi thân dưới mặt trước một cái màu lam nhạt chính điểm quần jean mặc dù mặc bảo thủ một chút nhưng ở nàng tuyệt đẹp vóc người tôn lên dưới lại mặc vào người mẫu mùi vị để cho người nhìn cảnh đẹp ý vui thấy lý giật lái xe lại là khoa ni nhất khắc từ niệm vi kinh ngạc nói người xe thể thao này thật là đẹp lúc nào mua người khác đưa từ niệm vi nói người khác đưa là ai hào phóng như vậy lại đưa một chiếc quý giá như vậy xe lý giật nói tô gia mới vừa nói xong hắn liền hối hận bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được một cổ lạnh vèo vèo rung mình ngay sau đó liếc một mắt từ niệm vi quả nhiên lúc này từ niệm vi đã bản trứ gương mặt chỉ chốc lát sau nàng mới lên tiếng ngươi có phải hay không rất thích nàng đưa đồ? Ách! Ngươi đừng hiểu lầm, chiếc xe này là tô gia vì cảm ơn ta cứu tô lão gia tử mới đưa, cũng không phải là tô mạng thanh người tặng. Lý giật liền vội vàng giải thích. Từ niệm vi nhìn Lý giật nói, thật là thế này phải không? Đúng vậy, ta không cần phải lừa gạt ngươi. Lý giật vội vàng nói sang chuyện khác nói, chúng ta ngày hôm nay đi nơi nào mua vòng tay. Từ niệm vi nói, ta chỉ đường, ngươi dựa theo ta chỉ dẫn lái xe là được. Lý giật ngay sau đó phát động cần ga, ở một hồi trong tiếng ầm ầm xe thể thao lái rời từ gia biệt thự thời gian không dài lý giật liền dựa theo từ niệm vi chỉ dẫn phương hướng lái xe đến một tòa cỡ lớn buôn bán cao ốc trước hoa thịnh quảng trường thương mại nơi này là thành phố nam kinh nổi tiếng nhất mua đồ trung tâm chủ doanh ngọc khí đồ trang sức phục trang sản phẩm điện tử các loại đem sau khi xe dừng lại hai người ngay sau đó xuống xe hướng buôn bán cao ốc bên trong đi tới dọc theo đường đi từ niệm vi đều là kéo lý giật cánh tay liền giống như một đôi tình nhân vậy Hoa Thịnh quảng trường thương mại lầu 3, nơi này hội tụ thế giới các nơi châu báu đồ trang sức. Hai người đi tới lầu 3 sau đó, từ niệm vi kéo Lý Dật đi thẳng tới một nhà nổi danh tiệm châu báu, bên trong tùy tiện một cái vòng tay phỉ thúy cũng ở chục nghìn nguyên. Lý Dật nhìn lướt qua bên trong quầy đề giá ký, chỉ gặp mỗi cái đề giá ký phía sau đều là một chuỗi dài linh. Đây là, hắn đột nhiên nghĩ tới mình huynh đệ tốt trong nhà chỉ là làm châu báu, thà mua người khác, còn không bằng đi chăm sóc kỹ huynh đệ làm ăn. Hắn ngay sau đó lấy điện thoại di động ra, bấm lục hạo số điện thoại di động mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần